Nhiều gió lắm. Gì vậy? Quay mặt lên này. Cái gì? Ơ. Gì em? Ơ đâu mắt em ra coi vậy? Cái gì? Ở đèn bớt đi. Bớt đèn đi, bớt đây. Đây. Giờ nó chạy xuống thì cho lại kênh Nguyễn Phúc mình thôi. Rồi chào cả nhà. Chào cả nhà, quay lại kênh Gió Đồng cả nhà. Cả nhà ơi, hiện giờ thì nói chung trời ở gió bắc rồi cả nhà. Ở vùng mình thì cái bắt đầu trời cũng khá là lạnh nè. Cho nên mà đi ban đêm nó cũng hơi bị rung cả nhà. Bây giờ anh em Lộc Uống Phúc rằng chắc lẽ rằng tới sắp tới đây Lộc Uống Phúc sẽ đi đến những cái nơi mới mẻ hơn. Vì tại vì giờ nói chung ở dù mình cũng ổn định, nói chung là không bệnh dịch thì chưa gọi là hết hẳn, nhưng mà có thể tụi mình có thể đi hơi xa được, không phải như lúc trước nữa cả nhà. Thì giờ thì Lộc Phú Phúc đang ở ngôi nhà của đứa trẻ và cô gái không đầu đó. Thì hôm nay anh em mình đến đó, nói chung sẽ có những điều mình mình đóng được sắt rồi mình rút luôn. Mình không biết là bây giờ khi mà cái lúc ấy mình đóng lại được cái sắt, nhưng mà một cái như thế này nè cả nhà, đóng cây sắt xuống thì cái đầu cô gái lại không có. Đúng rồi, cái này là anh em mình chưa lý giải được. Thì anh em mình thắc mắc là tại vì dở cây sắt lên thì cái đầu cô gái có, nhưng mà cái đứa bé theo ám cô gái này và đóng được cây sắt lại thì cái đầu cô gái lại mất. Nó một cái gì nữa, như người ta nó còn một cái gì nữa ẩn khuất trong sau đó nữa. Chứ thêm một phần là anh em mình hôm nay đến thử thử sử dụng ánh sáng đỏ nữa, thử ở ngôi nhà này nhà bằng đèn đỏ. Được, mình thử thôi tại mình thấy khả năng mà giống như cái ngôi nhà của em, mọi người thấy không, khi mà mình lấy ánh sáng đỏ mình thử giống như dụ là họ lại gì đó. Hai anh em mình đặt coi như là 4 camera, 2 trong mà 2 ngoài. Thì cả nhà thấy thì bên trong thì thấy Phúc ngồi rồi bình thường nhưng mà ở ngoài là thấy bên ngoài lại thấy có người, nói chung là một cái bóng người nữ mà gào thấy mình ghê lắm. Đúng rồi. Và khi mình vô thì giống như thường mình đầu tiên anh em mình đặt camera phía trong không có Phúc thì vẫn vậy, 2 lần chứ là tính ra là 3 lần. Đúng rồi, là nói chung là ở trong ở ngoài anh em đều đặt hết luôn, nhưng mà ngặt cái là gì nè, ở ngoài khi camera ngoài thấy nhưng mà ở trong thì không thấy gì hết. Mà chính em ngồi chỗ đó luôn mà vẫn không thấy gì, mà ở ngoài camera lại thấy. Thì anh em mình nói chung là cố gắng thôi. Thì anh em mình sẽ có một ý định là trở lại một cái nơi là chỗ con quỷ. Anh nhớ coi chỗ con quỷ nó gào thét, nó xua đuổi anh em mình đi không? Trên núi. Trong cái hang. À cái hang mà đợt cái bữa mà mình đô chiếu nữa là ba cái đá gạch kia là anh em mình hãy trúng phải không? Tại bây giờ ở cả nhà thì nghe nói ở nơi đó người ta nói đó, người ta thấy là ở nơi đó có những vết máu, nhưng mà không biết tại sao có xuất hiện trong đó. Mà hôm đó anh em mình đến không thấy, có nhiều người nói là ở đó có những cái vết máu mà không biết là từ đâu ra có những vết máu đen ở thăm gì cái ghê lắm. Đúng rồi, nghe nói lại là gì đó. Thì chắc có thể anh em mình về hôm nữa có thể là trở lại nơi đó để anh em tìm hiểu kỹ hơn. Tại vì dường như ở nơi đó không thích anh em mình vào, và mình biết rằng có thể là ở nơi đây họ muốn được yên tĩnh. Nhưng mà về cái vấn đề là anh em mình là đi khám phá tâm linh thì những cái nơi đó thì anh em mình lại càng đến. Có một số anh chị nói tại sao mà nơi ý nghĩ của họ mình làm phá rối. Ở đây anh em mình đi khám phá tâm linh thì nơi nào có tâm linh thì đến, nhưng không có anh em mình đến chi, đúng không? Đúng rồi. Chẳng kể đến đó rồi đầu xong rồi vòng vòng cái đi gì à?
thì cả nhà thì cũng biết là hiểu về vấn đề đó. Còn anh lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện với cả nhà và quay á, thì anh em mình sẽ quay từ đầu đến cuối, chứ không phải là anh em mình dài giọng như thế nào để cái thế nào cả nhà, là anh em mình muốn nó phải có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối cho cả nhà hiểu. Thì còn mình nói nhiều anh chị nó không dài quá, anh chị không xem được thì anh chị có thể xả hay thế nào đó thì cái đó thì không ấy. Nhưng mà hai anh em mình đó giờ là để nguyên tất cả cho cả nhà xem để dễ hiểu hơn. Đúng rồi, tại vì khi một cái video mà anh em mình đăng lên đó, thì thường thì cũng có thay đổi trong đó, nhưng mà ít thôi. Tại thường thường thì một video đâu đó khoảng chừng 1 tiếng ngoài 2 tiếng, anh em mình rớp lại còn khoảng chừng 45 phút là những cái clip mà dài 1-2 tiếng là những cái clip mà có đặt camera. Đúng rồi, giống như cái clip ở ngôi nhà em mình đơ mới đăng đây á, là nhiều anh chị nói tại sao dài quá em không cắt bớt, không phải cắt được thì cắt bớt những cái khúc mà không cần thiết, như là anh em mình nói sao ta, những cái khúc mà sao mà anh em mình cắt bỏ là cái gì, như mà đặt máy nè, thì hay là nhiều khi nghỉ ngơi đó, nhiều khi anh em mình có vấn đề đó anh em mình nghĩ, hoặc là có những cái máy mà lúc mà bị máy Google mà bị hư đó. Đúng rồi, thì bên anh đứng ấy, bên em còn quay, thì lúc đó anh em mình cắt ngang khúc đó thì tại không cần nghỉ không khoảng chừng nửa tiếng hồi xong mới quay lại được, nó như vấn đề đó. Nói chung anh em mình cũng cố gắng để hoàn thiện được tốt nhất. Anh chị nói là tại sao không vô cầu liền, thật sự mà lúc anh em mình cầu là có hiện tượng làm vậy thì anh em mình phải đi ra xem thế nào. Đúng rồi, cả nhà mới nên hiểu rằng là khi mà làm gì đó thì mình phải cho cả nhà biết được vấn đề từ đầu tới cuối, chứ không phải là chúng ta ngồi xuống làm liền thì đơn giản quá. Chúng ta phải như là cả nhà, nói chung là nhiều người xem và sẽ hiểu rằng là họ phải đi cảm nhận được cái đầu từ đầu tại sao và như nào, thì là cái đó là vấn đề. Anh em mình cũng nhiều chỗ anh em mình cũng vô cầu liền luôn mà có cầu liền được đâu. Đúng họ rồi, cũng làm để cho anh em mình nói chung mình... Mà cái điều đó là anh em mình nên cho cả nhà xem, chứ vô cầu liền thì cũng có nghĩa là nhiều người sẽ không hiểu vô cầu. Ừ, vậy vậy là nếu mà nói vậy sao hiện tượng em đúng rồi theo. Đúng rồi, thì cũng khó nếu mà gặp hiện tượng anh em ngồi chung một thì cũng khổ. Đúng rồi, cũng được, tại vì thấy anh em đến để cho cả nhà biết và tiếp cận được cái vấn đề đó. Đúng rồi, thì mình gắng cố gắng thôi. Bây giờ đọc chú Phúc mời cả nhà cùng anh em mình trở lại ngôi nhà của cô gái không đầu và đứa trẻ nha cả nhà. Ok vừa tới vô cả nhà. Em đi bữa nay đây có cái gì đó nó sắt còn hả? Ủa sao đóng cứng vậy? Ủa đóng cứng không ta? Không biết nữa, thì cứng đó. Thứ nhất à? Thì cả nhà hôm trước á. Hả? Ừ, anh không biết cái này cái gì nữa. Mình sai để đây à. Đây cả nhà. What? Tự nhiên lên trên đó vớt xuống. Đây. Thì hình như là mỗi lần anh em đến đây đều như nhau, có những cái thứ gì đó. Ê. Sắc kìa. Ủa? Hay là anh thấy gì? Bà à.
nó bật lên. Này cứng lắm luôn á, mẹ thấy em nhỏ đúng rồi, đúng rồi. Dùng tay nó không lên được luôn á. Nó bùi vẫn còn đó cả nhà. Anh mượn ơi. Em đợi anh xíu nhờ anh lấy cái đầu đó. Cái nó bùa hợp trước mình đóng xuống rồi. Mình đóng xuống sâu cỡ bao nhiêu là cái này mà nó cũng mới tự nhảy lên. Em ơi, cái lá bùa em để đâu rồi? Tính để vô bọc. Bây giờ á là anh định sao cầu luôn cái gì không? Nó nhanh gọn hay sao? Đóng lại cái cây nữa mà. Mình tính đóng lại cái cây nữa. Nhưng mà mình nghĩ đóng lại cũng vậy. Lạnh đâu, lạnh đâu. Lạnh có cái luồng gió nó mới thổi vào luôn. Gì vậy? Cái gì nó chạy. Ừ. Có cái luồng gió. Đẹp hết luôn á. Không có để ý đi. Cái ba lô này lâu rồi mà không bụng lắm mà không. Chứ cũng không có điều gì xảy ra ở ba lô. Có hổm có cháy là bồ vui. Đúng rồi, chỉ có cháy thôi. Đúng rồi. Về thử giặt ra lần nữa. Ba lô. Biết không? Anh cầm máy đi anh coi thử. Lâu rồi anh em không có lỡ cái ba lô. Cái này để thích cầm máy lên cái này. Khá lâu rồi mình không có đụng tới cái này. Chứ có con gì trong đây. Mà thường thường anh để ý là con cắp với con lãnh hương nó ra từ ba lô này. Đúng rồi. Chui ra. Mà gần đây thì không hình như là không thấy nữa. Đóng đèn lại nè. Đi, đi. Okay. Như từ khi mà anh em phát hiện hai cái xác đến giờ là họ không có lấy nữa, không có cái ba lô gì nữa, không có gì nữa hết cả. Okay. Bây giờ anh tính sao? Tính đóng hơn cháy rồi không? Anh tắt bớt cái đèn này đi. Làm sao? Tính đóng cái ba lô rồi không? Giờ đóng lại cái xác cái nữa đi. Đóng đi chứ về lạ là cái này này mà cả nhà anh em cái vắn là thanh sắt tháo ra thì được. Đúng rồi. Thì cái đầu cô gái là giết liền nhưng mà tại sao mà đứa bé lại theo cái cô gái này? Đó rồi. Làm đúng rồi là anh em mình đó, nhưng mà đó tháo cái thanh sắt này lên á thì cái đầu cô gái liền, nhưng mà đứa bé nó lại theo nó sát bên đây luôn mà đóng cái thanh sắt xuống cái đầu cô gái là thiệt không ta. Ý đúng rồi. Em đứng ăn bụng luôn á. Đóng luôn. Anh xuống luôn nha. Đóng. Đóng lại thử xem. Hai cái bùa không? Lá bùa đâu, lá bùa đâu?
thay không? Thay luôn đi anh ơi. Thấy đi em à. Anh thấy đi em qua đây đóng thấy cho nó dễ quay. Ok. Làm cái gạch đi. Ê, ê. Rồi kì. Cái này bên này không được nhàng. Không em nhàng. Em có mà. Ở ngoài trước á. Em để quên nó nữa rồi. Hãy đi em đi lấy ha. À, lấy cái đèn em dọn cái nó được. Làm xíu này. Xuống. Em quay cho cả nhà thấy miếng đấy thì mình. Ok ok. Đây cả nhà. Thì cái này đem cái này là mềm cái đó. Ê chị. Dưới là chỗ này có gì nè. Cả nhà thấy chỗ đóng không nữa. Rồi cái lỗ đây, rồi đó. Ủa cái lỗ nãy đâu? Chỗ đó. Chỗ mềm mày chỗ đó luôn. Đang chỗ mấy ông thằng tài nè, cả nhà thấy không? Đây ha. Ok ok, để luôn. Có cái nào dưới này có gì không? Không có gì đâu anh ơi. Gió dữ vậy. Đi. À lắm. Đóng thử. Đóng đi, đóng luôn đi anh ơi. Ủa cái cày hả mình đóng rồi anh. Kìa cái bàn dưới đó kìa. Đúng rồi, cái đó đóng được á. Cứng gì trời.
bây giờ hoặc cái nhà đợi rồi mình chút xíu để mình tìm những cái cây nha. Đợi xíu tắt máy. Ok để cả nhà đợi anh em mình tắt máy xíu nha. Giờ cả nhà bây giờ nói chung là kiếm một cái chút cây. Khó đóng quá cả nhà. Được không em? Thấy không? Anh lấy cái chi này nha. Ok được rồi, ta thấy rõ nè. Xuống vậy không anh? Xuống mà nó nằm không có. Ngang bị dưới nè. Quá trời gió luôn. Ui rồi. Đem được em gọi xuống nào mà. Thân xác còn dưới mình. Không biết nữa. Cái thôi rồi anh hết. Thì cái nhỏ cái đèn đó. Không anh thấy được rồi anh này. Thân xác còn nằm dưới đây nên cả nhà thấy. À anh ngước ra cái nha. Nó có lá bùa nằm quá. Sao nó trọng nữa. Nó thấy là ngã cây sắt nó ngã trong. Lấy lên em. Cẩn thận em. Ây da. Cái gì vậy? Em lấy máy cho lại đổ dưới luôn rồi. Ây da. Đâu có gì đâu. Ủa, cái thanh sắt anh cầm cả nhà có gì chứ? Nó bẻ cái tay anh Lộc kìa. Cái tay anh dặn luôn vậy. Cái không được. Đây cả nhà. Chị trời. Sao lấy cái sắt đây. Không thấy gì chứ bình thường. Có gì đó nó gỉ cái tay. Mà cái tay nó bị dặn. Ừ. Bị cái gì bẻ nữa. Thấy cái mà gõ nhưng mà không thấy cái gì hết nè. Khoan đợi lại chút. Đốt xuống anh. Một bộ đồ phụ nữ. Đốt xuống đó rồi. Hôm nay sao gió dữ ta. Anh đóng thôi đi. Thôi em cầm máy cho anh đóng đi. Anh đóng luôn đi. Okay. Đóng lại luôn đi. Nếu cái xác này đóng được. Anh đóng nhẹ nó xuống một khúc rồi đó. Nếu mà đóng được anh em sẽ cầu. Được không anh? Cả nhà đóng được một phút xuống rồi đó mà cái thanh sắt này nó xuống tới đó đây dương tới lá bùa nó dướng lại
cả nhà. Ý buồn thế chứ, ý không còn miếng cho đâu em. Không không, hình như gió bay đi á, gió bay đi á. Em tưởng là nó chén cho nó cũng cho. Ok, bây giờ tạm đi em, để đây cả nhà. Cầm 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 máy vô nè, cầm máy vô nè. Cái cây cậy dưới này lại chỗ mình cho. Anh em mình sẽ xài máy quay ngày, đặt camera, xài máy quay ngày. Ok, bây giờ em để đó hả? Giờ lục ra tháo cái camera này ra cả nhà. Xuống luôn. Nè, cứng quá, cứng không dễ quá. Anh cho nó cao lên cái gì vậy? Anh cho nó cao lên. Hay là anh muốn để vậy luôn? Anh cao lên chút nữa được. Ok. Về cả nhà. Nắp sẽ cầu đây. Rồi anh em sẽ sử dụng cái nắp sáng đỏ thử cái cả nhà. Đầu nào này thấy không? Ok đó. Cái chưa? Ok. Gió quá cả nhà. Anh em mình thử không bắt đèn luôn. Để luôn anh, để luôn. Bắt đèn đỏ. Đúng rồi, bắt đèn đỏ ngồi ở đây chứ mà bùa. Để anh em mình chọn cái đồ này hết. Đúng rồi. Này thấy khó hơn nhiều luôn. Là gió quá, gió cả nhà. Gió ngay chỗ này. Hay là kéo lên à? Cái đồ khi nó được, được cái đồ khi không biết nữa. Ok đó.
Tôi cài lên đi cho cái quẹt thì mình là quẹt này. Cái bùa máy em để đâu rồi? Anh em mình thử cho họ hiện dưới ánh sáng luôn. Nhưng mà bớt anh là, bớt chưa? Bớt luôn đi. Bớt luôn đi. Để bớt nha. Ok. Anh ở nhà đây một phát kia đi. Ánh sáng đỏ lên. Anh đợi em xíu. Thôi mình chơi ánh sáng thường luôn, thử đi. Thường luôn hả? Ừ. Để đèn gì luôn phải không anh? Để đèn luôn, bớt đèn thôi. Ok, giờ em hạ bớt cái đèn này. Hạ luôn cái đèn này đi. Để em cầm đèn dưới đi, để cái đèn trên cho cậu xuống thấy dưới này. Bật cái này. Ừ. Bật cái này lên ok. Cái này, cái này. Bật cái này, ok đó. Đó. Em ngồi dưới giữa được không? Được. Ừ, ngồi dưới giữa, ngồi hay cái chỗ chính giữa ra đang cầu á. Em cầu rồi em đốt cái tấm em cầu rồi em đốt cái tấm bùa. Ok, em bây giờ anh đặt máy nha. Cố định ha. Ok. Giờ khoan để lọc coi cái máy thiết bị nó bị không có thái độ dưới. Ok. Giờ Lộc sẽ ngồi cặp anh Phúc. Nên thử ra đây có cái, nếu mà có một cái thế lực thứ khác nữa thì có thể dưới anh em không biết họ có anh em mình có thể cầu lên hay không. Nếu không được anh em mình sẽ phải chuyển qua cái đi hoặc là ánh sáng đỏ. Yeah.
nhiều gió này, nhiều gió lắm. Gì hết thấy nguyên gương mặt máu không ngay chỗ này không? Em thấy hả? Em thấy không? Ngay đây luôn nè, máu không à? Em không thấy thiệt luôn à? Không thấy thiệt luôn. Ngay chỗ này nè, ngay đây luôn nè, nguyên cái mặt máu không à, là cơ dinh vừa quay qua là anh thấy luôn á, em thấy, anh thấy rất là rõ luôn, hết hồn. Bây giờ cả nhà thì ánh sáng bằng đèn như vậy hộ dẫn cho thấy. Anh em có thể là những cái lá bùa của anh em rất là mạnh. Cái lúc đó em tính là mình sẽ tắt đèn, chuẩn bị nói em là tắt đèn là anh giật mình cũng hết hồn. Anh em mình đi bếp, anh em mình chuẩn bị gần đây sẽ có những cái lá bùa mà sẽ nói chung rất là khó sinh, nhưng mà nếu được là anh em mình cầu rất là dễ, đúng không? Thầy em nhớ ông thầy nghe không? Biết. Anh em mình có thể xin được hết cả nhà, nhưng mà không biết như thế nào. Thì ý này mình sẽ được, nhưng mà nếu mà có những lá bùa kia thì nó sẽ hay hơn nữa, đúng không? Đúng không? Như cái nhà thấy ở đây thì đây nè, như cái nhà thấy nè, ở đây thì đồ anh em mình để, thì ở đây hai bộ đồ này bộ mới giống như đồ ngày xưa, chứ không phải là đồ bây giờ như mấy bộ đồ thế anh em thường xài, đúng không em? Nó là lạ cho
Hồi nãy thì cái đầu là hiện bên đó. Cái cửa. Anh thấy lại thấy đúng không? Nó lạ lạ hay sao á? Đúng. Nãy tính hỏi là sao thấy nó đồ nó cũ quá. Ê ạ. Ê ạ, Lộc ơi. Gì? Sao con mắt em nó gác như vậy? Gì? À. Cái gì? Anh quay mặt lên này. Cái gì? Ê! Gì vậy em? Ê, đồ mắt em gác quá vậy? Cái gì em? Em biết đôi mắt em nó gác quá. Cái gì? Chết trời. Cái sao em? Em nó gác mắt quá. Đi đi đi. Cái nhà đời mình đi ra trước. Lấy cái cốc bụng kia mới được. Chồng. Sao đỡ? Đỡ đi. Cả nhà mình ra ngoài mình lấy ba cái lá bùa của ông thầy ấy đó, cho Phúc uống. Đau không em? Còn đau không? Quay cái mặt em coi. Tự nhiên mặt Phúc mà nè, bây giờ tới giờ còn đỏ nữa cả nhà. Tự nhiên vẫn còn đỏ luôn á. Nước mắt thôi mà em đứng nhanh nước mắt tự nhiên. Nãy giờ này cả nhà ấy, anh em mà đi bỏ cái máy bay nãy giờ chắc cũng gần cả tiếng rồi đó. Đèn cày nó cháy cũng gần hết. Nhang cũng cháy hết rồi cả nhà. Tự nhiên lúc em nói anh đó, tự nhiên mấy mắt nó gắt gắt cái hờ. Được không? Còn gắt quá. Nhìn xuống mắt luôn nha. Bỏ đi. Đây đó nha. Ê em. Em. Cái bộ đồ thế nam này tự nhiên nó cháy bên này. Nè, thấy không? Mình nhớ mình đốt đốt rồi ta. Mình để nguyên hai bộ mới đốt. Đúng rồi. Bộ mà nó buồn đốt rồi mà cháy duy nhất cái tấm trên cùng ngang cháy hết luôn rồi hả? Ngang cháy hết luôn mà cái mới mình đốt rồi cháy hết rồi như cháy xém cái lá trên cùng rồi cả nhà. Tại sao nó không cháy hết mà tại giờ từ đâu mà cháy cái này kỳ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Mở cửa này. Được không? Được. Được. Có gì không? Khuôn mặt anh không thấy rõ. Anh không thấy rõ. Anh vừa kéo qua. Sao thấy sao? Thấy sao? Cái khuôn mặt. Máu không? Máu không? Gì vậy? Gì vậy? Bây giờ anh đốt đó. Dạ, yeah, anh đi lên chỗ là em đốt cái đốt hết cái này cái mà lọc. Ok. Cả nhà, để mình đốt hết cái này đi. Sao anh? Tính đi về luôn hay gì? Lâu ơi.
Lộc. 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 Ơi, ơi, ơi. Lộc. Camera chắc ăn mình sẽ thấy được cái lúc mình ngồi nó đốt đồ á, là mình Lâm nói chuyện, khi mình nhìn lại anh Lộc nó ngồi đây nè, camera quay cái gắt gõ luôn anh. Quái cái mặt chứ có cái gì, một cái bọt gì trên cái mặt khuôn mặt anh Lộc á, tự nhiên ngồi nữa nó cái mặt quá, ngồi đi không được. Có sao không anh? Không thôi, anh ngồi đây. Bây giờ về đi, anh em mình rút ra ngoài đi sao? Nó mặt có mấy thằng dài, nó không có ngủ được rồi nó. Mấy giờ rồi anh em mình ra ngoài đi. Được không anh? Ừ. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Cái mặt ngang gì đó hả? Mặt ngang nó xây đi, chẳng nó chạy. Thôi bây giờ anh em mình rút cái nhà ra mọi người. Giờ anh em mình chào mọi người, những video tiếp theo nó ba mọi người nha. Anh em mình tắt máy nha. Đi đi. Tắt máy cái anh em mình đi.